bão chùm thức canh đâu. Còn Lâm Tặc bản chất là kẻ xấu, bây giờ bắt con thay đổi như bắt cọp loại ao sâu. Cuộc sống mà không có tiền để sống sao, bán xem. Cuộc sống mà không có tiền để sống sao, bán xem. Cuộc sống mà không có tiền cầm đất ăn, bốn đầu. Cuộc sống mà không có tiền cầm đất ăn, bốn đầu. Con lang thang nhưng mà muốn sống sai, con gọi tên ông trời ơi, trời ơi. Cố giống đốt từ ngày mà không thấy tương lai, con gọi tên ông trời ơi, trời ơi. Lúc nghèo lúc đói chứ chết cho rồi, con gọi tên ông trời ơi. Lúc nghèo lúc đói con cần sự cứu rỗi, con gọi tên ông trời ơi. Nhiều lần muốn nói chết đi cho rồi, cho nhẹ được tấm thân. Ông ở đâu sao không thấy tới, ngoảnh mặt làm ngơ để cho con chết đói. Con nói con là mày, con nói con liều ham tiền, con phá rừng. May mắn rồi mánh mà con liều quá chừng, chỉ có vài năm giờ con là tỷ phú. Dẫu bắt con chết thổi quyền đi chú. Con là Lâm Tặc con biết con sai, con là Lâm Tặc con biết con sai, con là Lâm Tặc không biết ngày mai, con là Lâm Tặc không có tương lai, con là Lâm Tặc con biết con sai, con là Lâm Tặc con biết con sai, con là Lâm Tặc con biết con sai, con là Lâm Tặc không có tương lai. Hàm tiền lục phá rừng vài năm tỷ phú, đầu óc con bá đầu trời ơi. Người đẹp nhà cao thiếu ăn là hy hữu, con biết con sai trời ơi. Tưởng sống cho bằng vàng cả đời sung sướng, giờ mắt con qua đời trời ơi. Ông hãy đi ngay ra khỏi nơi đây, cho thân xác con giã rời trời ơi. Hồi đời sao lại bất công, khi đời vừa thăng qua hồn về số không. Con đã biết sai, con xin ông tha cho không phạm lần thứ hai. Nghèo sạch rét thơm cha con khuyên, nhưng con bỏ ngoài lỗ tai. Lũ lụt thiên tai do con gây, con xin chịu. Chứ ai khí hậu toàn cầu đã đến lúc báo động. Muốn bảo vệ cuộc sống nhân loại, trước tiên chúng ta phải bảo vệ rừng. Để ngăn ngừa biến đổi khí hậu,